vận động viên bóng chuyền nữ Aprilia Manganang sinh ngày 27 tháng 4 năm 1992 tại Manado, Indonesia. Tại vòng loại giải bóng chuyền vô địch thế giới khu vực Đông Nam Á đã trình làng một cách ngoạn mục. Cô gái nhận được nhiều nghi vấn là trai giả gái để chơi bóng chuyền nữ đã bước đầu tạo dấu ấn trên làng thể thao Đông Nam Á, chưa từng xuất hiện bất kể một giải đấu nào trên đấu trường quốc tế của đội Indonesia. Nhưng tại giải đấu đó, Aprilia Manganang được chú ý tới bởi những cú đập sấm sét cùng với một ngoại hình không khác các tuyển thủ nam. Thời gian đó, giới tính của Aprilia Manganang được đưa ra bàn luận, soi xét rất nhiều. Điều này gây nên một cuộc chiến thật sự khi mọi người đều tố cáo Indonesia đã gian lận khi cố tình sử dụng Aprilia Manganang. Đến khoảng gần 2 năm sau, FIVB mới đưa ra thông báo chính thức đến vận động viên Aprilia Manganang. Theo đó, dựa vào các bằng chứng về y tế và các quyết định của IOC trước đó, FIVB khẳng định Aprilia Manganang là nữ và cô ấy đủ điều kiện góp mặt cùng Indonesia tranh tài tại tất cả các giải đấu trong nước và quốc tế. Kể từ thời điểm này, việc tranh cãi mới lắng xuống và cô chủ công mạnh mẽ Aprilia Manganang tung hoành khắp Đông Nam Á. Tại SEA Games 2015, dù Indonesia thất bại với tỷ số 2-3 trước tuyển Việt Nam, nhưng cá nhân Manganang đã ghi đến 42 điểm, tức hơn đến 5 điểm so với tổng điểm của các cầu thủ khác trong đội cộng lại. Mỗi khi đối đầu với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Aprilia Manganang sử dụng những cú đập trên trắng, xuyên trắng như những Ngọc Hoa, Bùi Nga, Thanh Thúy hay Phạm Thị Liên, đành bó tay trước sức mạnh khủng khiếp của nữ chủ công này. Mặc dù đang ở đỉnh cao phong độ, song mới đây tay đập 28 tuổi đã có thông báo về việc cô sẽ giải nghệ. Trước những thông tin này, người hâm mộ bóng chuyền Indonesia và khu vực Đông Nam Á đều tỏ ra bất ngờ bởi họ vẫn đang tin tưởng vào Aprilia Manganang trong hành trình chinh phục đỉnh cao tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. We'll be right back.